Thúy Quỳnh mến chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết ngày 29 tháng 3 năm 2019, được phát sóng mỗi ngày trên kênh YouTube Sen Vàng TV. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây ở độ cao trên 5.000m nên nhiều nơi ở khu vực Bắc Bộ đã có mưa trong sáng sớm nay. Đến trưa và chiều nay thì mưa chỉ còn xuất hiện ở vùng núi, còn các nơi khác thì tạnh ráo. Từ ngày mai trở đi, thời tiết sẽ tốt hơn, chỉ còn sương mù xuất hiện vào sáng sớm, mưa giảm hẳn, trưa chiều trời hứng nắng, nhiệt độ cũng lên cao hơn. Phía Đông Bắc Bộ, đêm và sáng sớm sẽ có mưa, mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất ở mức từ 27 cho tới 30 độ. Hà Nội cũng nằm trong nền nhiệt khá ôn hòa từ 21 cho tới 28 độ. Phía Tây Bắc Bộ, đêm và sáng sớm cũng sẽ có mưa rào và dông rải rác, ban ngày trời nắng, nhiệt độ trong khoảng từ 27 cho tới 30 độ. Các tỉnh miền Trung dự báo trong ngày mai, cả miền về đêm sẽ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng vùng núi các tỉnh như là Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế có nơi nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất tại khu vực này trong khoảng từ 20 cho tới 21 độ. Và cao nhất sẽ nằm ở mức là từ 30 cho tới 33 độ, vùng núi có nơi 34 đến 36 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận cũng chung trạng thái, chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ ở đây cũng nằm trong khoảng từ 22 cho tới 32 độ. Ở phía nam đất nước, vào ngày mai vẫn tiếp tục duy trì thời tiết nắng nóng và ban ngày, chiều tối có thể sẽ có mưa nhỏ, không mấy đáng kể, nhiệt độ toàn miền được dự báo cao nhất ở mức 33 cho tới 36 độ. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có mức nhiệt từ 26 tới 33 độ, buổi trưa trời nắng rát, còn Cần Thơ sẽ duy trì mức nhiệt so với ngày hôm qua là 25 cho tới 33 độ. Các tỉnh Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất vào ngày mai cũng gần bằng Nam Bộ ở mức là từ 31 cho tới 34 độ. Tới chiều tối và đêm do đặc trưng của địa hình nên nhiệt độ lại giảm xuống, chỉ còn khoảng từ 13 cho tới 15 độ mà thôi. Thời tiết biển trong ngày mai cũng khá ôn hòa, gió đông nam đến đông cấp 3, cấp 4, tầm nhìn xa trên 10 km, rất thuận lợi cho các hoạt động du lịch hay là đánh bắt của bà con. Nhiệt độ ngày mai tại huyện đảo Hoàng Sa là từ 27 cho tới 32 độ, Trường Sa 27 tới 31 độ. Côn Đảo cũng tương tự sẽ nằm trong mức là từ 27 tới 32 độ và còn tại Phú Quốc mức nhiệt cũng khá đẹp từ 25 cho tới 32 độ. Và để kết thúc bản tin ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với thông tin một tuần tới của Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các bản tin kỳ sau.